Thưa quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin Hoa Kỳ và Thế giới của đài chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có được ngày mới an lành và một ngày làm việc nhiều niềm vui. Hôm nay đài chúng tôi gửi tới quý vị nội dung sau. Thói đạo đức giả của Nancy Pelosi, đeo khẩu trang không đúng cách khi chỉ trích Tổng thống Trump nhiễm Covid-19. Nghị sĩ Mỹ chỉ nghị quyết phế chuất Chủ tịch Hạ viện. Phóng viên CNN trột dạ khi những người ủng hộ Tổng thống Trump hô lớn CNN tệ hại Cựu bác sĩ nhà trắng Joe Biden cần được xét nghiệm về năng lực trí tuệ, không đủ năng lực làm tổng thống. 10 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu gấp 5 lần so với cùng thời điểm năm 2016. Sau đây là chi tiết nội dung. Thói đạo đức giả của Nancy Pelosi đeo khẩu trang không đúng cách khi chỉ trích tổng thống Trump nhiễm COVID-19. Trong một bài phát biểu ngay sau khi tổng thống Trump bị nhiễm virus Vũ Hán, chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã đeo khẩu trang không đúng cách. Một lần nữa, thói đạo đức giả của người đàn bà quyền lực nhất trong Đảng Dân chủ lại bị bộc lộ giữa thanh thiên bạch nhật. Khi bà Nancy Pelosi họp báo tuyên bố sẽ lập ra một ủy ban để quốc hội có quyền phế trước một tổng thống khỏi chức vụ theo tu chính án thứ 25, bà diện một bộ váy màu xanh lam và khẩu trang cùng tông màu. Trong một cuộc họp báo, bà Pelosi liên tục đặt câu hỏi liệu tổng thống Trump đã thực sự phù hồi sau khi bị nhiễm virus corona hay chưa và đe dọa rằng ông đang ở trạng thái bị thay đổi. Tuy nhiên, trong khi cáo buộc tổng thống Trump gây nguy hiểm cho người dân Mỹ vì không đeo khẩu trang, hay tổ chức những cuộc vận động đông người trong thời buổi đại dịch, thì bà Pelosi có vẻ không nhìn lại mình. Vì bà đeo khẩu trang nhưng là để trang trí, làm đẹp, tông xẹt tông với trang phục hơn là những vì những người xung quanh. Bởi vì bà đã đeo khẩu trang không đúng cách, trong khi thuyết trình, khẩu trang không che mũi. Những người theo dõi đã twist lại như sau. Bà ấy biết khẩu trang cũng nên che cả mũi phải không? Hãy đeo khẩu trang đúng cách, mua một chiếc vừa vặn hoặc tháo nó ra. Đây không phải là lần đầu tiên mặt nạ đạo đức giả của bà Pelosi bị phơi bày. Tháng trước, một clip quay cảnh bà Pelosi đến một tiệm làm tóc ở San Francisco. Trong đó, chính bà đã phá vỡ quy tắc chỉ cho phép các tiệm làm tóc phục vụ ngoài trời và bắt buộc phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, clip ghi lại bà đã gội đầu ở trong tiệm và không hề đeo khẩu trang. Tài khoản Twitter có tên là Patrick Twist ngày 1 tháng 9 năm 2020. Nancy Pelosi, đảng viên dân chủ California ở tuổi 80, được nhìn thấy không đeo khẩu trang chỉ vài tuần trước trong một tiệm làm tóc ở San Francisco khi bà tiếp tục làm mắng và thuyết phục nước Mỹ về sự cần thiết phải đeo khẩu trang. Tổng thống Trump nói rằng bà Pelosi đã giết chết quy định của chính Đảng Dân Chủ khi thuyết giảng mọi người khác về việc phải đeo khẩu trang và tuân thủ giãn cách xã hội trong đại dịch COVID-19. Nghị sĩ Mỹ trình nghị quyết phế chốt Chủ tịch Hạ viện Nghị sĩ Đảng Cộng Hòa George Collins ngày 12 tháng 10 đã đưa ra một nghị quyết thúc đẩy việc phế chốt Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố rằng bà không đủ sức khỏe và tinh thần để lãnh đạo Hạ viện. Fox News trích dẫn nghị quyết nêu rõ, bà Nancy Pelosi đã dành phần lớn thời gian của Hạ viện để theo đuổi các cuộc điều tra vô căn cứ và không có kết quả để chống lại Tổng thống Trump và chính quyền của ông, bao gồm cả việc khởi động cuộc điều tra luận tội ông vào mùa thu năm 2019. Nghị quyết của ông Colin còn nêu rằng bà Pelosi đã xé tọc bài phát biểu của Tổng thống Trump khi ông phát biểu vào tháng 2 trước người dân Mỹ ngoài ra bà Pelosi đã đến một tiệm làm tóc đóng cửa ở San Francisco và không đeo khẩu trang vi phạm luật của San Francisco về phòng ngừa virus corona sau đó bà đã đổ lỗi cho chủ tiệm gái bẫy bà theo nghị quyết trong nhiệm kỳ của mình bà Nancy Pelosi đã bắt đầu thể hiện sự suy giảm về thể lực tinh thần đặt câu hỏi về khả năng của bà ấy trong việc phục vụ hạ viện và người dân Mỹ một cách đầy đủ Nghị quyết của dân biểu Colin được đưa ra sau khi bà Pelosi hồi đầu tuần trước sử dụng tu chính án thứ 25 công bố luật để tạo ra một ủy ban cho phép quốc hội phế chuất một tổng thống khi bà cáo buộc tổng thống Trump đang ở tình trạng đã thay đổi trong quá trình điều trị viêm phổi Vũ Hán. Phóng viên CNN trột dạ khi những người ủng hộ tổng thống Trump hô lớn CNN tệ hại. Phóng viên cao cấp của đài CNN là Jim Acosta đã có mặt tại cuộc vận động ủng hộ Tổng thống Trump ở bang Florida để đưa ra các bình luận thay cho tiếng nói của Đảng Dân Chủ. Khi đang đưa tin trực tiếp từ hiện trường, vị phóng viên này rõ ràng có biểu cảm khó chịu khi đám đông đã bày tỏ quan điểm của họ về kênh tin tức giả mạo CNN. Trong khi đang bình luận giữa tiếng phản đối của những người tham dự, Jim Acosta đã phân tâm đúng ngoái lại đằng sau đám đông và nói Và khi đám đông này đang hô hào rằng có những thành viên của báo chí ở đây những kẻ tệ hại. Tuy nhiên, Jim Acosta bỏ lửng không đề cập đến thành viên báo chí mà đám đăng người đang hô lớn. Thật không may cho ông ta, thông điệp có thể nghe thấy rất rõ, ràng từ vị trí ông ta đang đứng. CNN shows CNN tệ hại. Jim Acosta tiếp tục bình luận. Tôi cũng nên chỉ ra, quốc, cái gì tệ hại, coronavirus, Tất nhiên, coronavirus chắc chắn là tệ hại rồi, nhưng việc Jim Acosta đánh chống làng, xoay qua chủ đề coronavirus chẳng ăn nhập gì đến khẩu hiệu của đám đông, người ủng hộ Tổng thống Trump đang nhằm vào ông ta. Dù vậy, Jim Acosta đã nhắc đến cụm từ tệ hại mà đám đông đang hô lớn và đây được coi là một sự thừa nhận ngầm rằng CNN là một kênh tuyên truyền có tính đảng phái, chất lượng thấp cho đảng Dân Chủ, trái ngược với tiêu chí là nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy cho công chúng Mỹ. Jim Acosta cũng nổi tiếng là một trong số những người cuồng chống Trump tại CNN. Vào tháng 11 năm 2018, ông này đã bị tịch thu thẻ cứng, thẻ cho báo giới sau khi có màn đấu khẩu với Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo. CNN đã đâm đơn kiện chính quyền Tổng thống Trump sau khi Nhà Trắng tước quyền vào cửa của một trong các nhà báo cấp cao của hãng tin giả này. Tổng thống Trump dự kiến sẽ tổ chức cuộc vận động tranh cử đầu tiên trong chiến dịch tranh cử của mình kể từ khi hồi phục sau khi bị nhiễm virus Vũ Hán. Cựu bác sĩ Nhà Trắng Joe Biden cần được xét nghiệm về năng lực trí tuệ không đủ năng lực làm tổng thống. Ngày 13 tháng 10, cựu bác sĩ Nhà Trắng là ông Ronnie Jackson đánh giá định rằng ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ là Joe Biden không thích hợp cho chức vụ tổng thống và cần được xét nghiệm về năng lực trí tuệ trước khi đảm nhận vai trò này. Trả lời với các phóng viên, bác sĩ Jackson cho biết ông nhận định rằng ông Biden không có đủ năng lực trí tuệ để trở thành lãnh đạo Hoa Kỳ và ông Biden cần làm một số xét nghiệm về khả năng nhận thức trước khi ông ấy đảm nhận vai trò này. Ông ấy không đủ năng lực để đảm nhận vị trí này. Đây không phải là Joe Biden mà chúng ta đã biết trong 47 năm qua, bác sĩ Jackson nói khi đề cập đến những điều đáng tiếc gần đây mà ông Biden đã mắc phải, chẳng hạn như quên hoặc nhầm lẫn tên và các con số, mất tư duy và thậm chí còn nhầm lẫn mình đang chạy đua vào thượng viện thay vì tranh cử tổng thống. Ông Jackson từng là bác sĩ của Nhà Trắng dưới thời chính quyền Tổng thống Obama và Tổng thống Trump từ năm 2013 đến năm 2018. Bác sĩ này hiện là ứng cử viên Đảng Cộng hòa cho quận 13 tiểu bang Texas cho vị trí dân biểu tại Hạ viện Hoa Kỳ. Ông Jackson nói: "Đây là điều nghiêm trọng, chúng ta chọn một tổng tư lệnh phải có khả năng dẫn dắt với đầy đủ năng lực trí tuệ, và ông ấy thực sự không đáp ứng được." Bác sĩ Jackson cho biết những đánh giá của ông về khả năng nhận thức của ứng cử viên Joe Biden không phải là một đánh giá y tế mà là quan sát thực tế từ một người dân. Bác sĩ Jackson nói: ông biden không phải là bệnh nhân của tôi và tôi chưa bao giờ liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe cho ông ấy tôi đang nói điều đó với cương vị là một công dân có mối quan tâm ông cũng cho biết thêm rằng ông có kinh nghiệm và hiểu rất rõ về chứng suy giảm trí tuệ có điều gì đó không ổn đang diễn ra ông ấy đang có những ngày thực sự tồi tệ về vị trí của mình ông ấy đang có một khoảng thời gian thực sự khó khăn khi tập trung vào một nhiệm vụ hiện tại khi ông ấy đứng trước cử tri và cố gắng giải thích điều gì đó Tổng thống Trump đã nhiều lần nhắm vào năng lực trí tuệ của ông Biden trong các bài phát biểu chiến dịch tranh cử, đặc biệt trong một video có tiêu đề Chuyện gì đã xảy ra với Joe Biden, bao gồm các đoạn ghi hình so sánh bài phát biểu của ông Biden trong năm 2015 và 2016 với chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2020. Các đoạn video trước đó cho thấy ông Biden nhiều năng lượng hơn, trong khi clip sau cho thấy ông Biden mất tập trung. Vào tháng 6, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump nói rằng Joe không tập trung tâm trí được. Mọi người đều biết điều đó và thật buồn khi bạn nhìn vào điều đó và bạn thấy điều đó. Ngày 27 tháng 9, Joe Biden tuyên bố rằng ông đã tham gia thượng viện cách đây 180 năm khi thực hiện một bài phát biểu về chiến dịch tranh cử từ một căn phòng trong ngôi nhà ở Delaware của ông. Ngày 20 tháng 9, Joe Biden vạ miệng tuyên bố 200 triệu người Mỹ đã tử vong vì virus corona Vũ Hán. Như vậy, con số này là tương đương với khoảng 2,3 dân số của nước Mỹ. Vài phút sau, ông Biden đọc từ máy nhắc là 200.000. Trong bài phát biểu hôm 9/9, ông Joe Biden lại gây ra một loạt sự cố mất mặt khác. Một số cư dân mạng cho rằng trạng thái của ông còn tệ hơn cả cụ ông nghiện rượu 80 tuổi. Trong bài phát biểu tại tiểu bang Michigan, ông nói rằng mình luôn mang theo một tờ giấy ghi chép các con số thương vong ở các thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, khi sờ vào túi để lấy tờ giấy đó, ông Biden lại không thấy nó đâu và bắt đầu trở nên bối rối. Ơ, ờ, thứ tôi mang theo không thấy đâu nữa. Tôi đã đưa cho nhân viên rồi. Có ai ở đây không? Nhân viên của tôi đâu rồi? 10 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu gấp 5 lần so với cùng thời điểm năm 2016. Hơn 10 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Theo dữ liệu công khai từ 38 tiểu bang, cao hơn hẳn so với con số ít hơn 2 triệu người đã bỏ phiếu cùng thời điểm trước cuộc bầu cử năm 2016. Trong một thông báo ngày 11 tháng 10, giáo sư đại học Florida Michael Madonna nói: "Tốc độ bỏ phiếu thực sự đáng chú ý với 5 tiểu bang đã đạt 20% hoặc cao hơn tổng số phiếu bầu năm 2016 của họ." Ông là người đứng đầu dự án bầu cử Hoa Kỳ và luôn theo sát quá trình kiểm phiếu. Các tiểu bang này bao gồm Minnesota, Nam Dakota, Westmore, Virginia và Wisconsin. Kể từ ngày 13 tháng 10, Wyoming đã gia nhập danh sách. Việc bỏ phiếu sớm bằng thư hoặc tại các điểm bỏ phiếu sớm đã gia tăng và mở rộng đáng kể trong năm nay, một phần do cử tri lo ngại về sự lây truyền của virus Corona Vũ Hán và một phần do một số tiểu bang ủng hộ kêu gọi cử tri bỏ phiếu qua thư. Về số lượng tuyệt đối, Florida đang dẫn đầu về số phiếu bầu sớm với khoảng 1,8 triệu phiếu. Xếp thứ hai là Virginia và Michigan, mỗi nơi có khoảng 1 triệu phiếu bầu. Minnesota, Wisconsin và Georgia đều đã nhận được hơn 600.000 lá phiếu. Hơn 2,6 triệu thành viên đảng Dân Chủ có đăng ký đã gửi lại lá phiếu của họ ở 9 bang. Theo dữ liệu được cung cấp, khoảng 1,1 triệu phiếu thuộc Đảng Cộng Hòa và khoảng 900.000 phiếu là từ các cử tri không theo thoảng đảng phái hoặc từ những người thuộc một trong các đảng nhỏ hơn. Đảng Dân Chủ ở những bang này đã đăng ký hơn 22 triệu lá phiếu gửi qua thư, Đảng Cộng Hòa đăng ký hơn 13 triệu và những người khác gần 9,5 triệu. Số lượng đăng ký bỏ phiếu qua thư không nhất thiết phải phản ánh rằng cử tri đó đang bỏ phiếu cho ai. Theo luật, các quan chức không thể bắt đầu kiểm phiếu thực trước ngày bầu cử ngày 3 tháng 11. Cuộc thăm dò đã chỉ ra rằng đảng viên Đảng Dân Chủ có xu hướng cao sẽ bỏ phiếu qua thư trong năm nay, mặc dù sự nhiệt huyết đi bỏ phiếu đã giảm trên hình thế chính trị chung. Trong bối cảnh có nhiều ý kiến chỉ ra rằng có thể có sai lầm, rủi ro và khả năng gian lận với hình thức bỏ phiếu qua thư. Giáo sư Madonna nói, tôi đã cảnh báo rằng cuộc bỏ phiếu qua thư với một số lượng khổng lồ của Đảng Dân Chủ vào thời điểm này không phải là một dấu hiệu cho thấy ông Biden đã nắm chắc kết cục của cuộc bầu cử. Đúng vậy, những con số rất có lợi cho ông Biden. Chiến dịch của ông ấy hẳn là rất hài lòng vì họ có thể tận dụng các cử tri đã bỏ phiếu để nhắm mục tiêu hiệu quả hơn tới những người ủng hộ ông ấy đã mà chưa bỏ phiếu. Tuy nhiên, có khả năng cao các thành viên Đảng Cộng Hòa sẽ bước ra để bỏ phiếu trực tiếp. Ông McDonald nói rằng ông đang nhận thấy có rất nhiều bằng chứng chứng tỏ chúng ta đang tham gia một cuộc bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ năm 2018 là cao nhất kể từ năm 1914, cũng như hoạt động quyên góp nhỏ kỷ lục và sự quan tâm cùng ý định bỏ phiếu cao thể hiện trong các cuộc thăm dò ý kiến. Có những khoảng trống đáng kể trong dữ liệu, chẳng hạn như New York không cung cấp dữ liệu. Tuy nhiên, dữ liệu này bao gồm tất cả các ban chiến trường quan trọng. Như thường lệ, khoảng 46% cử tri từ 66 tuổi trở lên đã gửi phiếu bầu, trong khi cử tri từ 18 đến 25 tuổi mới có 22%. Giáo sư McDonald nói, đây là một mô típ điển hình. Những cử tri lớn tuổi thường có xu hướng bỏ phiếu sớm nhất trong khi những lá phiếu từ các cử tri trẻ tuổi xuất hiện với số lượng lớn hơn khi ngày bầu cử gần kề. Ông dự đoán rằng trong những tuần tới, truyền thông của Đảng Dân Chủ sẽ thay đổi từ sự phấn kích trước những sự dẫn đầu rõ ràng trong loạt bỏ phiếu sớm, sang lo ngại rằng một số lượng lớn cử tri trẻ tuổi vẫn chưa gửi phiếu bầu qua thư. Bản tin vừa rồi cũng kết thúc phần bình luận của đài chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.